Vào số 21, Đô Văn Tùng của Bắc Ninh mang đai đỏ gặp Đô Văn Tuyệt của Tân Lập. Và văn trèo của đến Tân Lập vẫn xin hoan nghênh tinh thần thi đấu của các hàng đội Tân Lập, trong đó có Công Hiếu và Văn Triệt sau khi trận này cũng là trận thứ hai. Ngày rời là các đội Tân Lập đừng được nghỉ nữa. Điều khiển chính trong tay Nguyễn Viết Thắng. Hai đồ theo lệnh trọng tài chống xe này. Hai đồ là thủ tục. Trọng tài đã ra tín hiệu cho trận đấu bắt đầu. Thế nhưng mà làm cho Văn Tùng và Văn Tùng của Bắc Ninh phải chạy tới. Nhưng đây là những miếng đánh mà người bắt đầu lần thứ ba Văn Tùng sau khi đánh không thành công đi Văn Tiệp và đòn lại phải chạy tới tiếp tục vì đây là những điều nào.
phải nó đơn giản dễ dàng thế, nhưng mà các cái tiếng phản đòn vâng, vì thời gian rất dài rồi, chúng ta tiếp tục. Và để sau hiện tại chúng tôi áp dụng luật thời gian, nếu đồ nào chạy tới nhiều mà có lỗi đánh tiêu cực sẽ bị nhắc nhở, nhắc nhở nhiều sẽ bị cảnh cáo, hai lần cảnh cáo sẽ bị xử phạt để đảm bảo thời gian cho ban tổ chức. Và thôi phải đánh thôi vì đây là những điều nào. Này, ban tổ chức sẽ đưa giải nhất ra cho các hàng đô có leo vào đăng ký vẫn là thế rồi thời gian tạm dừng mời hai đô vào chơi giới. Vâng, sau hiện nay là ban tổ chức chúng tôi sẽ áp dụng thời gian cho hai đô trận đấu tiếp tục. Chỉnh đốn trang phục. Trận đấu tiếp tục.